Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta hôm nay sẽ bước vào chương thứ tư, tìm hiểu về chương trình con trong ngôn ngữ lập trình C. Đây là một trong những kiến thức nền tảng mà bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta thực hiện cái vấn đề này. Như vậy thì đây là một trong những chủ đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu thật là sâu để chúng ta có thể làm chủ về vấn đề lập trình trong các ngôn ngữ lập trình ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Ở đây là những cái nội dung trong tất cả các chương 4 này. Chúng ta sẽ làm gọn trong một cái video thôi. Rồi, ở đây có cái khái niệm chương trình con là gì? Thì chúng ta sẽ hiểu một cách đơn giản, chương trình con nó là một cái đoạn chương trình hoàn chỉnh để thực hiện một cái chức năng nào đó. Thì dĩ nhiên chương trình thì nó phải sẽ có cái nhận vào đầu vào là cái gì và nó có trả kết quả ra hay không. Thì thường thì chương trình con nó sẽ đảm bảo được như vậy. Như vậy bản chất chương trình con nó là một cái chương trình độc lập á, nhưng mà nó được chia nhỏ bởi những cái chương trình lớn nha. Thì do tại sao nó lại có cần có nó, thì tại vì nó cần có hai cái tính chất. Đó là tính chất thứ nhất, đó là chia để trị. Một cái chương trình lớn mà nếu mà chúng ta không chia, biết cách phân chia ra, thì đây là một cái tư duy mà rất là cơ bản của quản lý thôi, đúng không? Chúng ta cần phải chia nhỏ ra các thành phần độc lập để mà thực hiện cho việc dễ dàng quản lý, bảo trì, sửa chữa. Đó là các cách mà con người chúng ta thường hay tư duy. Ví dụ như một doanh nghiệp cũng hạn như vậy. Tại sao cần phải có nhiều bộ phận? Tại vì mỗi bộ phận nó có những cái chức năng riêng. Ví dụ như là nhân sự phải có chức năng về tuyển dụng, bộ phận về developer là chuyên về phát triển sản phẩm, làm sản phẩm chương trình, đúng không? Còn marketing thì là một cái bộ phận chuyên về thực hiện cái vấn đề về tiếp thị và quảng bá thương hiệu vân vân. Thì đó là cái cách tư duy của con người. Thì trong vấn đề mà khi mà các bạn làm một cái chương trình cho máy tính, thì các bạn biết rằng là chúng ta một cái chương trình này thì nó có rất là nhiều dòng code để mà giải quyết. Ví dụ như mình tưởng tượng như là chương trình Word, Microsoft Word đi, thì rõ ràng là nó có quá nhiều chức năng. Mà nếu mà chúng ta viết mà không có phân chia ra, thì các bạn tưởng tượng xem là làm sao mà bảo trì mà quản lý nổi. Đấy, thì cái mục tiêu đầu tiên của cái vấn đề mà làm chương trình con chính là chúng ta chia để trị đó, để dễ dàng trong việc quản lý. Và dĩ nhiên mỗi một cái chương trình con đó nó là một cái đoạn mã mà nó có thể thực hiện độc lập ha, mình có thể phân chia được và nó sẽ giải quyết một cái chức năng cụ thể nào đó trong cái nguyên cái chương trình lớn. Đó là như vậy. Rồi cái tính chất thứ hai cũng rất là quan trọng, vì cái tính chia để trị đó, thì khi mà mình chia độc lập, chia tốt rồi thì mình sẽ có thể tái được sử dụng cho cái chương trình khác. Thì đó là cái tính tái sử dụng, và điều này nó mới tạo ra được cái sự phát triển của cái ngành lập trình ha. Đó là như vậy đó. Rồi, dĩ nhiên là khi mà mình làm cái chương trình con thì chính vì việc chia chia để trị và tái sử dụng, cho nên nó sẽ rất là giúp cho cái người những nhà phát triển là dễ dàng bảo trì, dễ dàng sửa chữa, do cái tính gọi là tính trong sáng ha, dễ hiểu đó, trong trong sáng hay trong suốt gì đó đó, hay dễ hiểu gọi là transparent, là tính trong suốt, tính trong sáng ha. Rồi dễ hiểu, rồi ok, dễ phát hiện lỗi. Thì đó là những cái tính chất của cái việc mà chúng ta thực hiện chương trình con, thì nó rất là phổ dụng và chúng ta sẽ gặp thường xuyên. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu được cái tư duy của nó, chính là giống như cái tư duy của con người thôi, như tôi đã trình bày là nó chia ra để dễ dàng quản lý ha, chia để trị là như vậy. Rồi, chúng ta sẽ có hai loại chương trình con, thì bất kỳ ngôn ngữ nào nó cũng như vậy thôi. Đó, thứ nhất gọi là hàm. Thì hàm là đặc thù, nó sẽ trả ra một cái giá trị sau khi nó thực hiện. Bằng cách là chúng ta sẽ lấy giá trị nó bằng cách là chúng ta gọi tên hàm đó. Sau đó chúng ta cần có một cái biến để chứa giá trị đó. Đó là như vậy, đó là hàm. Còn thủ tục á, thì nó sẽ không, nó khác hàm ở chỗ là nó không trả ra giá trị. Nó không trả ra giá trị. Cho nên là không cần có cái biến nào để mà chứa giá trị của nó hết. Và cái việc gọi nó để thực hiện một cái xử lý nào đó mà thôi. Rồi, thì các bạn cứ yên tâm, chúng ta sẽ gặp cụ thể từng trường hợp, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn, đỡ mơ hồ hơn, và chúng ta
chắc chắn là chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt được lúc nào nên cần dùng hàm và lúc nào nên cần dùng thủ tục. Thì tôi cũng sẽ ví dụ cho các bạn cụ thể như vậy. À, rồi. Thì trong C á, nó không có phân biệt rõ cái nào cái cú pháp ha, cái cú pháp nó không phân biệt rõ cho chúng ta là cái nào hàm cái nào là thủ tục, mà tự chúng ta sẽ quy định thông qua một cái từ khóa đó, là từ khóa void. À, các bạn thấy không, từ khóa void. Thì cái từ khóa void là một cái kiểu trả về, thì thay vì hàm nó phải trả về một kiểu ví dụ như integer nè, hay là kiểu số thật là float, hay là kiểu character đó, thì lúc này chúng ta dùng void, nghĩa là nó không trả ra cái gì hết, thì đó là thủ tục cú pháp. Như vậy thì chúng ta coi cái cú pháp chung của việc khai báo một cái chương trình con á, thì nó sẽ như sau. Đây, đầu tiên là kiểu trả về. Thì kiểu trả về là tất cả những cái kiểu mà C nó hỗ trợ, hoặc là kiểu người dùng tự định nghĩa. Cái việc kiểu người dùng tự định nghĩa thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong các chương sau. Còn bây giờ thì các bạn cứ nắm những cái kiểu mà các bạn đã được học trước đây, như kiểu integer nè, kiểu float, kiểu long, kiểu double, kiểu character, kiểu bool đó ha. Đó là tất cả những cái kiểu mà nó sẽ hỗ trợ về. Thì tên hàm là chúng ta tự đặt, được chưa? Rồi danh sách các tham số thì nó sẽ nằm trong cái dấu ngoặc tròn. Rồi sau đó là khối lệnh, thì trong khối lệnh là các câu lệnh nó được thực hiện tương tự với nhau, thì nó giống như là một cái chương trình như vậy. Rồi thì ở đây nếu như mà đây là cú pháp chung của một chương trình con ha. Vậy thì khi mà nếu mà các bạn muốn xây dựng một cái thủ tục á, thì nó chỉ có sự khác biệt là chúng ta sẽ dùng cái từ khóa là void thôi. Ở chỗ cái kiểu trở về nè, chúng ta sẽ không trả về bất kỳ kiểu gì hết, mà chúng ta ghi chữ void là lúc này nó sẽ hiểu là thủ tục ha. Rồi còn bản thân một cái chương trình con thì luôn luôn là nó sẽ có là đầu vào như tôi nói rồi, và cái xử lý của nó ha, xử lý của nó là những cái câu lệnh này nè, những cái lệnh bên trong cái dấu ngoặc nhọn ha. Hay rồi thì nó có trả ra hàm thì nó sẽ phải trả ra một giá trị ha, tại vì nếu mà chúng ta nói nó là hàm thì nó phải trả ra giá trị ha. Giá trị phải cùng với kiểu mà chúng ta khai báo. Rồi ok, đó là cái cú pháp mà chúng ta sẽ thấy là nó rất là đơn giản đối với là cái việc mà khai báo hàm. Ở hàm á thì nó, các bạn thấy là nó có danh sách tham số, thì nó sẽ có hai loại là tham số hình thức và tham số thực sự. Thì thực tế ra cái tham số thực sự là các bạn sẽ ít được, nói chung là các bạn sẽ không dùng trong cái ngôn ngữ C đâu ha. Tại vì cái này nó sẽ dùng cho những cái ngôn ngữ bậc cao hơn như là C# thì các bạn sẽ thấy nhiều hơn. Rồi chúng ta sẽ quan tâm đến nhiều cái tham số hình thức thôi ha, sẽ bớt giảm bớt đi cái lượng kiến thức mà không cần thiết. Khi mà các bạn học bằng mà các bạn đã rành về tham số hình thức rồi, thì khi các bạn lên cái ngôn ngữ cấp cao hơn như là C# á, thì các bạn sẽ thấy là cái ngôn ngữ thực sự, cái tham số thực sự nó sẽ được sử dụng ra làm sao. Nhưng mà cái bản chất thì chúng ta vẫn phải cần nắm về bản chất hơn, đó là cái tham số hình thức. Rồi cái lệnh return là một cái từ khóa mà nó dùng cho hàm, có nghĩa là cái hàm đó phải trả về một giá trị, đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là lệnh return để trả về cho hàm một cái giá trị cụ thể. Thì dĩ nhiên cái giá trị cụ thể có thể được tính thông qua một cái biểu thức như chúng ta đang thấy đây nè. Đó. Thì ở đây có một cái nữa là chúng ta thấy là cái return á, cái lệnh return á là nó có thể xuất hiện nhiều lần trong hàm ha. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ thông qua một số ví dụ cho nó rõ ha. Còn mình nói về cái mặt mà tương đối nó trừu tượng thì các bạn sẽ dễ bị hại não lắm. Rồi ok, hàm không trả giá trị chúng ta dùng từ khóa void ha, như tôi nói đó, void. Rồi ok, ví dụ như là chúng ta xem một cái ví dụ này. Ví dụ đây là một cái thủ tục nhập, thì chúng ta thấy là cái việc nhập này á, ở đây nếu chúng ta khai báo như vậy thì rõ ràng là chúng ta đang khai báo một cái hàm, đúng không? Chứ không phải là một cái thủ tục ha. Chương trình con này là một loại hàm nè, function. Rồi thì ở đây là khai báo, thì cái này nó sẽ khai báo một cái biến n là kiểu số nguyên, sau đó cho người dùng nhập vào, nhập xong cái nó ở đây nè, nó trước khi kết thúc hàm á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái từ khóa return trả về một cái giá trị nào đó. Thì giá trị này nó đang được chứa trong biến ha, biến này đang nhận từ cái người dùng nhập vào. Như vậy thì khi mà ở một cái đoạn mã nào đó gọi cái tên hàm này, thì họ sẽ sử dụng một cái biến để nhận lấy cái giá trị
mà cái hàm này nó trả ra thông qua cái lệnh return này. À, các bạn hiểu không? Đó. Thì lúc này bạn phải luôn thấy nè, cái biến được trả ra cái giá trị nó phải tương tương đồng với lại cái kiểu dữ liệu nha. Rõ ràng chưa? À, cái này không có thể khác nha. Ở đây mình trả ra kiểu in, mà ở đây mà mình đòi trả ra cái kiểu chuỗi là không có được rồi đó. Được chưa? À, chúng ta phải tương đồng một kiểu dữ liệu. Rồi. Ok. À, ở đây có một cái nguyên tắc như thế này nè. Các bạn còn nhớ cái hàm main không? Hàm main chính là, hàm main đó là cái hàm mà chúng ta nhớ là nó là cái chương trình, đúng không? Nó là nguyên cái chương trình chúng ta sẽ bắt đầu chạy từ hàm main. Như vậy á, ở trong hàm main này bây giờ các bạn thấy là nó đang sử dụng, nó đang gọi đến một cái hàm tên là tổng. Thì cái hàm tổng này ở đâu? Đó, nếu như mà chúng ta không có khai báo trong cái từ khóa include đó, các bạn nhớ không? Include là chúng ta cần có một cái file, đưa nó tên một cái file, đúng không? Đó, ví dụ như studio chấm chấm h gì đó, thì trong cái file đó nó có khai báo mấy cái này, mấy cái hàm hàm mà chúng ta sử dụng, hàm print, hàm scan f, đúng không? Còn ở đây là cái hàm tổng là do chúng ta tự định nghĩa, thì lúc này chúng ta phải khai báo trước cái hàm main nha. Đó, cho nên là các bạn thấy nè, lúc này nếu mà các bạn không khai báo á, thì nó sẽ báo lỗi là cái hàm tổng này nó không biết ở đâu hết. Thì lúc này chúng ta cần phải khai báo trước cái hàm main nè, đó, cái hàm tổng này nè. Các bạn thấy chưa? Thì hàm tổng này nó đang sử dụng hai tham số là a và b, là hai số nguyên đó. Thì đây nó là, đây là khai báo cái hàm này. Hàm là tên tổng, kiểu trở về là kiểu số nguyên và nhận vào hai tham số a và b cũng là kiểu số nguyên. Đó, cách viết của nó như vậy. Ngăn cách các tham số là dấu phẩy. Rồi sau đó là cái đoạn mã của chương trình. Ở đây á, là viết nó không có đủ chuẩn, nhưng các bạn nó phải khoảng trắng vô chứ không có chuyện, có nghĩa là thuộc vào một tab á, chứ không có để sát như vậy đâu nha. Đó, cái slide này trình bày nó chưa có tốt. Rồi. Return ở đây rõ ràng là người ta sẽ return luôn, có nghĩa là trả về giá trị a cộng b, nghĩa là nhận cái tham số a b. Thì chỗ này người ta truyền nè, a đang là 2912, được chưa? Thì a nó sẽ truyền cho a này, rồi b là 1706, thì giá trị b này nó sẽ truyền cho giá trị b này. Thì bản chất nha các bạn, hai cái a b này nó khác với lại a b này. Người ta đặt trùng cũng được, nhưng mà bản chất mình không đặt trùng cũng được. Ví dụ các bạn đặt x y cũng được ở chỗ này nè. Thì các bạn hiểu bản chất là nó sẽ truyền giá trị thôi, như là cái a đang giữ giá trị gì nó sẽ truyền giá trị đó cho x nè, ví dụ là b đang nhận giá trị này nó sẽ truyền cho y, ví dụ như vậy ha. Rồi ở đây thì là x cộng y đó, thì chúng ta muốn dùng cái giá trị nào cũng được. À, chúng ta muốn đặt tên cái tham số này là cái gì cũng được, không có cần nhất thiết là phải trùng với lại cái biến mà gọi hàm đâu nha. Rồi thì lúc này là các bạn thấy là cái dòng lệnh này nó sẽ thực hiện là nó lấy a cộng b, a là a này nè, b này nè, được chưa? Thì nó nhận được giá trị nào nó sẽ tính ra, sau đó nó cộng ra được cái kết quả rồi á, thì nó mới thực hiện cái lệnh return, và sau lệnh return này là kết thúc cái hàm rồi. Thì sau khi kết thúc hàm á, thì nguyên cái hàm này nè, nguyên cái hàm vừa gọi này nó trả ra cái giá trị ha, nó trả ra cái giá trị là hai này cộng lại đó, được chưa? Nó thực hiện rồi mà, thì nó sẽ gán về cho cái biến sum, là biến sum lúc này nhận được cái giá trị cụ thể đó. Như vậy là cái rõ ràng cái hàm tổng này nó sẽ được sử dụng nhiều lần, đúng không? Và tại mỗi thời điểm thì nó sẽ trả ra một cái giá trị khác nhau dựa trên cái tham số mà nó nhận vào. Hai cái tham số này nó nhận là nó khác nhau thì nó sẽ trả ra những cái giá trị khác nhau đó. Cho nên là ở đây các bạn thấy là cái tính chia để trị á, là cái đoạn code này có thể thực hiện được nhiều lần đó, được chưa? Và trong chương trình của mình nếu như mà có nhiều cái chức năng như vậy chúng ta chia ra, thì rõ ràng là chúng ta sẽ dễ dàng quản lý hơn. Rồi cái tính thứ hai là chúng ta có thể tái sử dụng nhiều lần, được chưa? Ở đây là ví dụ chúng ta thấy có một dòng dòng mã thôi, nhưng mà có nhiều có những cái tính chất là một cái chương trình nó sẽ phải thực hiện rất là nhiều cái đoạn mã. Ví dụ đơn giản là chúng ta có bài toán là kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không, đúng không? Thì các bạn tưởng tượng đi, trong chương trình đó, nếu như chúng ta có thể phải thực hiện nhiều lần cái việc kiểm tra đó, thì chúng ta nên tách nó thành một cái chương trình con, để khi mà chúng ta cần sử dụng kiểm tra một cái số là số nguyên tố thì chúng ta chỉ cần gọi cái hàm đó thôi đó. Các bạn hiểu ý không? À, đó là như vậy. Thì cái tính chất của cái chương trình con là như vậy ha. Rồi
Đây thì đây là cái cách mà khai báo chuyên nghiệp nè các bạn. Hồi nãy là chúng ta đưa nguyên cái khai báo này đưa lên luôn, đưa lên trước cái hàm main. Nhưng mà ở đây nó có một cái cách là chúng ta sẽ khai báo cái hàm thôi. Khai báo cái hàm đó là gồm có kiểu trở về, tên hàm và các danh sách các tham số, chứ không có có cái đặng mã xử lý ha. Như vậy là kết thúc sẽ là dấu chấm phẩy nha các bạn. Đó thì cái này người ta gọi là prototype. Prototype ở đây dịch là nguyên mẫu hàm. Ok, dịch sao cũng được nhưng mà thường tôi hay nói bằng tiếng Anh và mọi người hay dùng cái thuật ngữ là prototype, cho nên là các bạn cố gắng quen quen thuộc với cái thuật ngữ prototype hơn. Thì cái prototype là phải đặt trước cái hàm main nha các bạn. Tại vì cái hàm main đó là cái hàm mà chương trình nó sẽ bắt đầu chạy trong cái hàm main, đúng không? Khi mà chúng ta nhấn F10, F11 gì đó, hoặc là chúng ta bắt đầu chạy cái file SE thì lúc này nó sẽ bắt đầu chạy từ trong hàm main. Thì lúc này hàm main nó có gọi đến cái hàm của chúng ta là cái dòng này, đúng không? Nó có gọi. Thì lúc này nó phải nhìn trên trước đây cái hàm main này khai báo thì nó biết là có cái hàm này, thì sau đó nó mới nhảy đến cái đoạn mã là ở dưới này nè, là dưới hẳn cái hàm main luôn nha, là thoát ra khỏi cái chương trình của main này nè, thấy không? Là chúng ta mới bắt đầu viết cái đoạn mã xử lý của cái hàm mà chúng ta đã khai báo trên đây. À, viết lại đó. Thì đây là cái cách chuyên nghiệp đó các bạn. À, nhìn vào một cái cấu trúc chương trình, người ta sẽ thấy biết là chương trình của mình có bao nhiêu cái hàm mà chúng ta định nghĩa, thì cái hàm đó nó có những cái khai báo như thế nào, là kiểu trở về là gì, tên là gì, danh sách tham số là gì ha. Đó là như vậy. Đây là cái cách mà chúng ta nên làm quen. Ok rồi, ở đây á là một cái ví dụ cụ thể nè, là chúng ta viết một cái hàm chuyển từ một cái chữ thường sang chữ hoa. Rồi thì cái này để các bạn biết là cái thuật toán này nó cái này là một cái nguyên, cái này là một cái chương trình con này, đúng không? Chúng ta đặt tên nó là to uppercase, thì nó là một cái chương trình con và chúng ta xác định là đây là một hàm luôn. Tại vì sau khi thực hiện cái chương trình con này, nó sẽ trả kết quả là một chữ chữ hoa chúng ta đưa vào một chữ thường, đúng không? Chúng ta truyền nó cho cái hàm này là một cái chương trình con này á, là một cái chữ chữ thường, nó sẽ trả cho chúng ta một cái chữ hoa tương ứng. Thì đó là cái nhiệm vụ của cái hàm này ha, nó là nhiệm vụ của cái hàm này đó. Thì các bạn cần phải nắm một cái thuật toán như vậy. Đối với lại trong cái mã ASCII á, thì cái chữ thường á, cái chữ hoa á, đầu tiên là chữ A lớn này, đúng không? Đó, được chưa? Thì nó có cái mã ASCII là 65. Rồi, được chưa? Thì tương tự như vậy là đến B thì nó chỉ có thêm một cái thôi. Đó, các bạn sẽ từ cái bạn chỉ cần nắm cái con số đầu này, rồi sau đó các bạn nhớ thứ tự ABC, rồi các bạn tính lên thì cái B là 66. Được chưa? À, đơn giản chưa? Rồi, thì lúc này á, đây là A hoa ha. Còn A thường á, thì nó sẽ bắt đầu là cái mã ASCII của nó là 97. Được chưa? 97. Như vậy B nhỏ, B thường sẽ là 98. Đó. Như vậy á thì bây giờ được chưa? Cho đến ASCII là cho đến Z, đúng không? Đó, này thì cho đến Z. Rồi, như vậy thì thuật toán này đơn giản thôi các bạn. À, các bạn biết rồi á thì nó sẽ đơn giản lắm. Mình sẽ người ta đưa một cái này rõ ràng là cái tham số này nè, người ta truyền nó sẽ là một cái ký tự thường nha. Ký tự thường ví dụ như tôi đưa vào chữ D đi. Đó, ví dụ như vậy. Thì làm sao tôi chuyển chữ chữ thường của cái người của cái tham số người ta đưa vào nó thành cái chữ hoa là D lớn được, đúng không? Đó là cái ý nghĩa của cái hàm này, đúng không? Đó. Thì dễ thôi. Đơn giản là cái gì? Chúng ta biết rằng là nó theo thứ tự như nãy giờ tôi nói, A lớn là 65, B lớn là 66, còn A nhỏ là 97, B lớn là 98, vân vân. Thì chúng ta dựa trên cái chênh lệch thôi ha. Nghĩa là chúng ta lấy là A lớn trừ cho A nhỏ, nó sẽ ra một cái độ chênh lệch. Sau đó nó cộng với lại cái ký tự mà người ta muốn chuyển qua chữ chữ hoa. Thì lúc này nó sẽ ra được cái mã ASCII của ký tự đó. Và lúc đó hàm nó trả về. À, nó sẽ trả về cho cái hàm ở to uppercase này. Ở ví dụ như trường hợp D này của mình nè. Trường hợp D của mình đó là người ta truyền vào chữ thường, đúng không? Thì chữ thường cái D nó có phải là ABC 9899 100 đúng không? Và D nó là 100 đúng không? Đó. Thì có phải là cái D người ta truyền là 100. Được chưa? Thì đây là cái hàm này nó là 100 nè. Cộng với lại
cộng với lại cái A, ký tự A này nè, A lớn này là 65. Các bạn tưởng tượng nha, 65. Được chưa? Cộng với lại 65. Được không? Này, A lớn 65. Trừ đi A nhỏ. A nhỏ là trừ đi 97. Trừ đi 97. Đó. Được chưa? Thì lúc này có phải là cái này trừ đi thì ra số âm đúng không? Là âm 32. 32 mà 100 mà cộng với lại âm 32 thì nó sẽ ra là 68. Đúng chưa? Thì có phải 68 là chữ D lớn không bạn? Nè, 65 là A, 66 là B, 67 sẽ là C, 68 sẽ là D. Thì lúc này nó sẽ trả ra được là 68 là chính là con D lớn. À, được chưa? Đó. Ở đây nè, các bạn thấy là các cái return này có thể nhiều cái, tại vì nó có if đúng không? If ở đây thì else, else thì nó sẽ là trả về cái ký tự CH thôi, tại vì nó không nằm trong cái khoảng này. Được chưa? Nó không nằm trong khoảng ký tự từ A thường đến Z rất nhỏ, thì nó là một ký tự đặc biệt gì đó thì nó sẽ trả ra đúng cái ký tự thôi, chứ nó không có chuyển được thành chữ hoa. Đó là cái trường hợp else. Đó, thì đây là cái thuật toán của cái hàm uppercase. Tôi giải thích để cho các bạn nắm được cái ý nghĩa thuật toán thôi, nó cũng đơn giản. Và cách mà chúng ta chuyển đổi cái từ cái kỳ thường sang cái từ hoa hoặc là ngược lại thì nó cũng dựa trên cái nguyên tắc này ha. Như vậy thì ở đây là chúng ta khai báo cái này, thì rõ ràng chúng ta không có khai báo prototype, chúng ta khai báo luôn cái hàm đó đằng trước cái hàm main nè, đúng không? Thì chương trình bắt đầu chạy thì sẽ bắt đầu là khai báo chữ thường hoa là một cái ký tự nè, kiểu ký tự, sau đó nhập từ nhập một cái ký tự vào là ký tự thường vào, sau đó sẽ thực hiện cái câu lệnh này là cái hoa là cái ký tự này mình khai báo ha, bằng cái hàm là up to uppercase. Như vậy là nó sẽ thực hiện cái hàm này, thì cái kỳ thường người ta nhập nó sẽ được truyền qua cái tham, từ cái biến này nó sẽ được truyền qua cho đó cho cái tham số CH này đó. Bạn thấy không, cái biến này nó hoàn toàn khác tên với lại cái biến CH này. Cái này là tham số đầu vào của cái hàm uppercase to uppercase. Rồi sau đó nó thực hiện cái thuật toán. Sau khi thực hiện toán xong thì nó sẽ trả về cho hàm này. Hàm này sẽ chứa giá trị ha, nguyên cái hàm này sẽ chứa giá trị. Thì nguyên cái giá trị đó sẽ được gán về cho biến hoa và lúc này nó xuất ra ngoài. Hả? Đó là cái ý nghĩa của chương trình. Thì tôi giải thích cho các bạn để các bạn nắm rõ về cái này. Thì hoàn toàn là các bạn có thể viết lại cái chương trình này để mà các bạn kiểm nghiệm lại xem là nó chạy có đúng như tôi nói hay không ha, nó chạy ra kết quả hay không. Đó. Ok. Rồi. Thì ở đây chúng ta đến một cái phần kiến thức cũng rất là quan trọng, đó là phạm vi của biến. Ha, người ta tiếng Anh thì nó dùng cái từ là scope. Scope là phạm vi đó các bạn. Đó. Các bạn để ý cái từ thuật ngữ của nó ha, tiếng Anh cho các bạn. Thì nó sẽ có hai loại biến thôi, là biến toàn cục, là biến mà tất cả các hàm đều có thể sử dụng được. Phạm vi của nó rộng lắm, nó gọi là biến toàn cục. Giống như chúng ta có là công nhân toàn thế giới ha, hay là công nhân của một nước nào đó, thì công nhân của một nước nào đó chỉ là cục bộ thôi. Đó là cái biến loại thứ hai nè, là cái biến mà cục bộ nó chỉ cái phạm vi hoạt động của nó là trong cái khối ngoặc nhọn của một cái chương trình con hoặc là của hàm main, là không vượt ra ngoài. Còn đối với cái biến toàn cục thì nó sử dụng cho tất cả mọi cái chương trình con luôn, cả hàm main luôn ha. Đó là như thế. Rồi bây giờ chúng ta ví dụ nè. Ok, đây là một cái đoạn chương trình chúng ta thấy nè, thì cái biến y này nè được gọi là biến toàn cục vì nó khai báo trước cái hàm main, trước tất cả những cái thủ tục và cái hàm khác. Thì á cái biến này nó sẽ được truy cập cho toàn bộ cái hàm và các thủ tục cũng như hàm main. Thì cái việc mà truy cập toàn bộ này á thì nó cũng có một cái nhược điểm là chúng ta rất khó biết được cái giá trị của nó mà lúc chúng ta cần á, nó có đúng theo cái ý của chúng ta hay không, đúng không? Rất là khó kiểm soát chuyện đó, tại vì nếu như chúng ta giới hạn cái phạm vi của nó thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái giá trị của nó theo ý của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta tự ý thay đổi á thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái hàm mà sử dụng chung. Ví dụ như bây giờ trong cái hàm thí dụ này nó đã nó có thay đổi cái biến y đi, thì khi mà thay đổi thì những cái hàm khác mà sử dụng truy cập tới cái biến y này cũng bị thay đổi theo. Các bạn hiểu không? Và khi mà chúng ta thay đổi như vậy á
thì rõ ràng là cái người cái thời điểm đó, cái hàm mà nó sử dụng cái những cái hàm mà nó sử dụng cái biến y này nó bị ảnh hưởng chứ đó. Cho nên cái việc mà cái nói chung là dùng chung nó rất là phức tạp, đúng không? Cái gì mà chung là phức tạp, quản lý rất là khó, nó sẽ khó trong cái quan niệm này. Nhưng mà cũng tùy, trong trường hợp chúng ta bắt buộc là chúng ta phải sử dụng cái biến tăng cục là biến chung, đặc biệt là hằng các bạn. Ví dụ như con số pi là 3,14 thì đó các bạn hiểu nó giống như là một cái biến tăng cục, nhưng mà nó là hằng tăng cục thì đúng hơn chứ không phải là biến tăng cục nha. Nó là hằng rồi nó sử dụng cho mọi cái chương trình đều có thể sử dụng được, thứ gọi được thế nó đó. Đó là ý nghĩa. Rồi ok, chúng ta sẽ đến với một cái kiến thức này rất là quan trọng à, đó là gọi là kiến thức về truyền tham số cho hàm. Thì kiến thức này á là nó áp dụng cho tất cả mọi cái ngôn ngữ lập trình, và nếu mà chúng ta không hiểu cái này á, thì rõ ràng là chúng ta sẽ không có thực hiện được theo cái ý muốn chúng ta, nó ra khác kết quả rồi, tại lúc đó chúng ta sẽ không giải thích được à, thì nó là như thế nào. Thì ở đây chúng ta sẽ xét đến một cái ví dụ như thế này nè. Chúng ta có một cái hàm tên đây là không phải là hàm mà đây là thủ tục nè các bạn. Các bạn thấy cái chữ void này như là thủ tục không? Được chưa? Thì cái thủ tục này đặt tên nó là hoán vị, hoán vị nghĩa là chuyển đổi. Tôi muốn là gì? Là tôi truyền vào hai tham số AB, thì sau khi mà thực hiện cái thủ tục này xong thì A sẽ giữ giá trị của B trước đó và B sẽ giữ giá trị của A sau đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trước khi mà gọi cái hàm này á thì hai cái giá trị này nó sẽ hoán đổi lại với nhau. Có nghĩa là sau khi gọi cái hàm này thì hai cái giá trị A và B được truyền vào nó sẽ hoán đổi với nhau. Thì bạn nhìn vào trong cái đoạn mã nó thì của cái hàm hoán vị nè, cái đoạn mã xử lý này, tại đây là row to file nha, cái chỗ này row to file thôi. Thì row to file này nó chỉ gọi đơn giản là nó có một cái biến trung gian. Thì các bạn tưởng tượng hoán vị này nó tư duy nó đơn giản thôi, chúng ta có một cái xô. Tôi vẽ hơi bị xấu nha, vẽ bình thường bằng bút chì còn xấu, còn vẽ trên máy còn dĩ nhiên xấu nữa. Chúng ta có một cái xô là đựng nước, được chưa? Tôi gạch tên là nước là N. Và chúng ta có một cái xô là đựng dầu, dầu hỏa đó. Dầu giờ mắc quá ha. Rồi ok. Thì bây giờ nhiệm vụ của cái hàm rồi kết thúc cái chương trình con này là cái gì? Bây giờ đổi lại cái xô đựng nước sẽ là chứa dầu, mà xô đựng dầu sẽ là chứa nước. Đó, ý là như vậy. Thì cái tham số A này và B này đại diện cho cái xô, và cái giá trị nó chứa bên trong đó là dầu và nước ha. Ví dụ như A chứa nước, B chứa dầu. Đó, ví dụ như vậy. Thì lúc này chúng ta phải làm cách nào? Suy nghĩ thử ra. Thế này chúng ta phải cần một cái xô trung gian, là cái xô nó không có đựng gì hết, nó xô rỗng hả? Chúng ta sẽ cần một cái xô này, có nghĩa là chúng ta không quan tâm cái giá trị của nó. Thì lúc này đơn giản thôi, chúng ta sẽ đổ nước vào trong cái xô trung gian này, đúng không? Đổ nước vào trong xô trung gian lúc này nên là nước, được chưa? Sau đó chúng ta đổ dầu, đổ xô dầu vào xô nước ha. Rồi xong, từ cái xô nước này, xô tạm này nè, này chúng ta đặt là gọi là số tạm á, được chưa? Đổ và đổ nước vào là trong số dầu đó, thì lúc này nó sẽ chuyển thành có hoán, nó sẽ là hoán vị. Chúng ta giải quyết được bài toán như vậy, là chúng ta chỉ cần khai báo một cái biến trung gian cùng kiểu với lại hai cái biến muốn đổi thôi ha, cùng kiểu nè đó. Sau đó chúng ta thực hiện đó, T sẽ được gắn, A sẽ gắn về cho T, rồi B sẽ gắn về cho A, rồi T sẽ gắn cho B. Rồi xong, đây là thực tế hoán vị rất đơn giản các bạn ha. Ok, tôi xóa này để đỡ rất nhức đầu ha. Rồi thì cái hàm hoán vị này á thì như chúng ta thấy là ok, rõ ràng thực tế nó đúng hết rồi đúng không? Nhưng mà khi mà sau khi chúng ta thực hiện á thì nó sẽ không có hoán đổi gì hết. Trong cái hàm này nè, đầu tiên là nó thực hiện, nó khai báo cái biến n và biến p, n bằng 10, p bằng 20. Rồi cái này dòng này nó xuất ra hiển nhiên các bạn biết là 10 20 rồi đúng không? Nó xuất theo đúng như vậy. Thì cái kết quả chúng ta muốn xuất ra ngược lại 20 10 là n chứa giá trị 20 và b chứa giá trị 10 đúng không? Nhưng sau khi gọi hàm hoán vị này
nó vẫn chẳng đổi gì hết. Đó, nó cũng không có thay đổi gì hết, nó vẫn là 10 20. Thì có nghĩa là cái mục tiêu của chúng ta muốn nó không có đạt được. Đó, thì cái này là do vấn đề chúng ta chưa có nắm rõ về cái cách truyền tham số của hàng hay là của chương trình con. Thì bây giờ chúng ta phải nắm cho vững nha. Rồi, tôi sẽ giải thích rất kỹ chỗ này. Ok, đây là cái bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào nó cũng sẽ có cái vấn đề này hết. Thì chúng ta phải nắm vững cái kiến thức, chúng ta sẽ giải quyết được thôi. Rồi, thì ở đây các bạn để ý nè. Lúc mà chúng ta gọi cái hàm hoán vị này nè, ha, n là 10 đúng không? Thì nó sẽ truyền cái giá trị 10 cho a. Rồi các bạn nhớ nha, nó truyền cái giá trị 10 cho a. Đó. Và b là nó sẽ truyền giá trị 20 cho b. Đó. Và nó chỉ truyền giá trị thôi các bạn. Có nghĩa là a copy nhận một cái giá trị là 10, b nhận giá trị 20. Thì lúc này á, trong cái hàm này nó xử lý thì a nó sẽ thay đổi giá trị sau khi mở thực hiện cái ba cái lệnh này nè. Thì lúc này a nó sẽ nhận giá trị là 20 và b nó sẽ nhận lại giá trị là 10. Có nghĩa là nó có đảo ngược, nhưng mà đảo ngược a b thôi chứ nó không có đảo ngược n và p, mà cái mục tiêu của chúng ta là muốn đảo ngược n và p. Các bạn hiểu ý không? Thì rõ ràng là tại vì sao? Đơn giản thôi, thì vì hai cái biến cái tham số a này nè với n này đâu có liên quan gì với nhau đâu, nó chỉ là có giá trị giống nhau thôi mà, nó đâu có liên quan gì đâu mà ảnh hưởng. Và b này cũng vậy, nó chỉ b nó chỉ nhận cái giá trị 20 là nó chỉ là copy giá trị thôi, nó là một cái bản sao thôi chứ nó không có liên quan gì tới cái thằng p này hết. Cho nên là thằng B này có thay đổi giá trị thì thằng B này nó không ảnh hưởng. Thằng A này có thay đổi giá trị thì thằng N này cũng không bị ảnh hưởng. Và ngược lại, N thay đổi giá trị thì chẳng ảnh hưởng gì tới thằng A. Đúng không? Đó. Đó là cái lý do đó các bạn. Như vậy, đây là cái gọi là truyền tham trị. Bình thường, đa phần chúng ta sẽ sử dụng cách gọi là truyền tham trị. Có nghĩa là chúng ta muốn cái biến mà chúng ta truyền cho tham số của hàm á, nó không bị ảnh hưởng gì khi mà cái hàm đó thực hiện. Đó, như trong trường hợp này chúng ta truyền hai cái biến n và p thì lúc này chúng ta chỉ truyền giá trị thôi, còn cái hàm này nó có thay đổi cái gì bởi cái giá trị mà nó truyền vào thì kệ, không quan tâm, bản thân nó không bị ảnh hưởng gì hết, thì đó gọi là truyền tham trị ha. Và các bạn nắm được cái chỗ này cho nó vững nha, cái này rất là quan trọng. Ok, nhưng mà cái bài toán này của chúng ta thì chúng ta muốn là nó phải thay đổi. Trong nhiều trường hợp thì chúng ta sẽ không cần thay đổi cái giá trị của biến đâu, đúng không? Đó, ví dụ như cái việc mà tính tổng á, cái hàm tính tổng vừa lúc lúc trước á, là rõ ràng chúng ta không có muốn thay đổi giá trị của hai biến được truyền vào. Nhưng mà trong trường hợp này là hoán vị thì chúng ta muốn đó, đúng không? Thì chúng ta sẽ làm sao? Ok, rồi thì các bạn sẽ xem cái cách mà chúng ta sẽ giải quyết nha. Chúng ta sẽ giải quyết cái trường hợp đó bằng cách là thay vì chúng ta truyền giá trị thì chúng ta truyền nguyên cái địa chỉ cho hàm luôn. Đó. Thì cái này là ký hiệu nè các bạn. Sau A thì có nghĩa là chúng ta sẽ lấy giá trị của cái địa chỉ biến A. Được chưa? Còn cái reference A là địa chỉ của cái biến tên là A tại cái bộ nhớ RAM luôn các bạn. Được chưa? Nó là một cái địa chỉ trên cái vùng nhớ RAM mà cái biến A nó đang chứa, thì cái địa chỉ đó mình đặt tên cho mình dễ nhớ là A thôi. À, mình đặt mình nhớ là A, đó là tên biến. À, rồi thì bây giờ chúng ta xem nè, cái chương trình chúng ta sẽ cần thay đổi như vậy chúng ta sẽ giải quyết được. Thì đây là cú pháp này các bạn, cũng giống như vậy thôi ha, chỉ có khác là cái gì, chỗ tham số này á các bạn phải sử dụng là sau A, được chưa? Sử dụng là sau A sau B, chỉ để ý nha, tham số nha. Cái thứ hai nữa là thì dĩ nhiên là dưới cái prototype nó khai báo làm sao thì ở chỗ này các bạn phải khai báo đúng vậy, đúng không? Thì cái này là cái hàm thực sự mình viết code nè, và chúng ta muốn truy xuất được cái giá trị của cái địa chỉ A thì chúng ta phải dùng sau nè, tại vì này chúng ta muốn lấy giá trị nè, các bạn thấy không, sau nè đó, cái viết nó cái này là cú pháp mình phải chịu thôi, thì chúng ta phải dùng ký hiệu là sau đó các bạn, được chưa? Cái T thì dĩ nhiên là không phải rồi, tại vì cái T nó là cái biến bình thường thôi, đúng không? Đó, để ý chỗ đó nha. Và có một chỗ nữa các bạn cần phải lưu ý nè, lúc mà chúng ta gọi cái hàm hoán vị á,
Thì cái biến n và biến b này chúng ta phải thêm dấu reference. Thì bây giờ chúng ta thấy trong cuộc sống rắc rối thế, đủ thứ nào lúc sau lúc reference là biết cái gì loạn lạng sang ngầu vậy. Được chưa? Bây giờ tôi giải thích cho các bạn nè. Cái chỗ này nè, hồi nãy chúng ta nói nếu như mà không có reference và không có sao này nè, thì nó chỉ truyền cho nhau là cái giá trị thôi, và hai cái đó hoàn toàn nó không có liên quan với nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta truyền theo kiểu này nó liên quan lắm. Lúc này cái A này á, được chưa? Các bạn truyền cái reference là bạn truyền nguyên cái địa chỉ. Bạn truyền nguyên cái địa chỉ cho thằng A này. Bạn truyền nguyên cái địa chỉ B này cho thằng B này. Mà bạn truyền nguyên cái địa chỉ thì rõ ràng là khi mà bạn thay đổi giá trị của địa chỉ đó thì dù cho bạn thoát khỏi cái hàm này thì sau khi thoát thì nó làm sao? Nó ảnh hưởng đến cái thằng mà được, cái thằng mà chúng ta chuyển. Rõ ràng không? Đó rất là rõ ràng. Cho nên á là cuối cùng là chúng ta dùng cái cách này là chúng ta muốn thay đổi cái giá trị biến mà chúng ta truyền cho cái hàm thành làm dưới dạng tham số. Được chưa? Thì cái này là tham số nè, cái này người ta gọi là parameter, là tham số. Còn cái này là chúng ta biến, đúng không? Chúng ta dùng biến nè, thì cái đó chúng ta truyền cái địa chỉ biến luôn. Mà truyền nguyên cái địa chỉ biến thì ok, anh cứ lên cái chính nhà tụi anh muốn làm gì làm. Rõ ràng khi mà chúng ta truyền nguyên cái địa chỉ nhà thì người khác đến, người ta thay đổi, rõ ràng thay đổi cái nhà của mình rồi, đúng không? Người ta thay đổi nguyên cái nhà của mình. Còn nếu như mà trước đó mình chỉ truyền cho người ta là cái giá trị mà một cái bản sao gì đó thì làm sao nó có ảnh hưởng gì đến nhà mình đâu hả? Các bạn hiểu không? Đó là cái ý nghĩa của cái việc mà chúng ta sử dụng tham biến ha. Thì tóm lại là khi mà sử dụng cái thủ tục đó các bạn, thì các bạn lưu ý giùm tôi nha, là nó sẽ có hai cái dạng tham số, là tham số tham trị và tham biến, được chưa? Và chúng ta có thể kết hợp thành cái dạng hỗn hợp này, cái này là tham trị, còn cái này là tham biến nữa các bạn. Đó, chúng ta kết hợp như vậy tùy thôi. Vì cái biến nào chúng ta muốn thay đổi giá trị sau khi mà hàm nó sử dụng thì chúng ta sử dụng tham biến, còn cái biến nào chúng ta sử dụng mà chúng ta không muốn nó bị thay đổi giá trị sau khi mà hàm nó xử lý xong đó, thì chúng ta dùng tham trị, được chưa? Nhưng mà đây có một lưu ý là chúng ta không được truyền giá trị cho tham số A và B nha. Có nghĩa là chúng ta không có kiểu như này, chúng ta khai báo A tham số A sao nè, có nghĩa là tham biến nha, mà lúc chúng ta truyền là truyền một cái giá trị cụ thể là không được đâu nha các bạn. Đó, cái này là chúng ta bị sai cú pháp. Thì khi mà nó báo sai chúng ta sẽ thấy biết là nó sai thôi. Mà rõ ràng như vậy rồi làm sao mà, tại vì chúng ta biết là khi mà dùng tham biến là nó truyền địa chỉ chứ đâu có thể truyền một cái giá trị cụ thể như vậy được, đúng không? Đó là như vậy. Đó thì cái này thì tôi nói các bạn rồi, các bạn phải phân biệt được khi nào chúng ta muốn chúng ta truyền tham biến và khi nào chúng ta truyền tham trị. Thì phân biệt được, hiểu rất rõ về cơ chế thì chúng ta sẽ dùng đúng thôi ha. Ok rồi, cái lời gọi hàm thì cái này thì chúng ta biết rồi ha. Gửi hàm thì đơn giản chúng ta gọi tên hàm thôi, và chúng ta muốn có biến nào chứa cái giá trị của hàm đó thì chúng ta sẽ dùng phép gán bình thường. Rồi hàm thì nó phải có đối số, thì ngăn cách bởi các đối số là dấu phẩy, nãy giờ biết rồi ha. Đó là như vậy. Ở đây có một số cái hàm công dụng thông dụng các bạn ha. Thông dụng thì chúng ta thấy là đây là những cái hàm mà bên si nó cung cấp cho mình, ví dụ như hàm tính giá trị tuyệt đối, đưa vào nó là số âm số dương gì thì nó cuối cùng nó đưa chúng ta số dương thôi, giá trị tuyệt đối mà, đúng không? Đó là hàm của, nên là những cái hàm mà trong cái thư viện này nó đã viết sẵn cho chúng ta rồi, chúng ta chỉ lôi ra chúng ta dùng thôi. Còn những cái hàm mà chúng ta tự định nghĩa thì chúng ta phải tự viết ha. Theo cái cách mà nãy giờ chúng ta làm đó là khai báo prototype trên cái hàm main và sau đó khai báo cái hàm đó cách xử lý như thế nào, cụ thể cái đoạn mã chương trình nó làm sao đó nằm dưới cái hàm main ha. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ khai báo những cái hàm. Thì đây có rất nhiều hàm ha các bạn ha, thì các bạn có thể tham khảo trong cái slide mà tôi sẽ gửi cho các bạn, và ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm trong những cái nguồn tài liệu trên internet gì đó, để các bạn hoặc là cái thư viện của C để mà chúng ta có thể có những cái hàm, vì C nó cung cấp nhiều hàm để chúng ta sử dụng lắm. Những cái hàm nó chuẩn thì chúng ta chỉ lấy ra dùng ha. Ví dụ như hàm random nè, đưa vào một cái hàm random này thì chúng ta chỉ gọi hay không có đưa tham số gì hết, thì nó sẽ trả chúng ta là con số ngẫu nhiên từ 0 cho đến 32.767 đó, ví dụ như vậy. Còn cái hàm random này là chúng ta phải truyền tham số nè, truyền một cái giá trị thì nó sẽ cho một giá trị ngẫu nhiên từ 0 đến n trừ 1. Ví dụ chúng ta đưa số 10 vô đây thì nó sẽ
mỗi lần chúng ta gọi cái hàm này nó sẽ trả được một cái giá trị khác nhau, và giá trị đó sẽ nằm từ 0 cho đến 9 rồi. Đó, theo cái định nghĩa của nó, từ 0 cho đến 9, một trong những giá trị này, từ 0 đến 9. Đó là một số hàm thông dụng ha. Thì đây là cái video mà các bạn đã được giới thiệu một cái lý thuyết về cách sử dụng hàm và thủ tục. Thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hành một số ví dụ thông qua cái DevTool ha, xin lỗi các bạn, DevC cộng cộng, để mà chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn thông qua cái thực hành. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển qua bên C++ nha các bạn ha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ thực hành về cái vấn đề mà chương trình con, và chúng ta sẽ phân đầu tiên thì chúng ta sẽ phân biệt rõ cái việc mà sử dụng hàm và thủ tục nó sẽ khác nhau như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái quy chuẩn như thế này. Tôi muốn thực hiện một cái hàm nhập, nhập từ một cái số nguyên từ người dùng vào. Thì cái này là một cái chương trình con, đúng không? Rõ ràng đó là chúng ta sẽ thực hiện cái chương trình con, tại vì nó có khả năng là nó sẽ được sử dụng rất là nhiều lần, và chúng ta chia để chạy như vậy nó sẽ làm cho chương trình chúng ta dễ quản lý hơn. Thì đầu tiên là tôi sẽ thực hiện theo dạng hàm trước, được không ạ? Thì cái hàm là tôi sẽ khai báo là hàm thì nó phải trả ra một giá trị, và rõ ràng là cái giá trị là chúng ta muốn trả ra là cái giá trị người dùng nhập vào, đúng không? Mà đó là số nguyên, tôi nói là số nguyên thì nó là kiểu in. Rồi ở đây tôi sẽ đặt tên là nhập, được không ạ? Thì ở đây rõ ràng là cái này có cần tham số không ha? Thì chúng ta phải tự tư duy trước, khi mà thực hiện cái hàm chúng ta phải tư duy trước xem là nó cần tham số không nha. Cái việc hàm này là nó trả ra một cái giá trị từ người dùng nhập vào, như vậy rõ ràng chúng ta không cần bất kỳ một tham số nào cả, đúng mà. Rồi ok, như vậy thì đây là cái prototype nè, đó là đây, prototype prototype của hàm, được chưa? Rồi thì sau đó tôi sẽ ở bên dưới cái hàm main này, tôi sẽ viết cái mã viết mã gọi là coding cho cái hàm nhập này, được chưa? Thì chúng ta sẽ theo cái cú pháp đấy. Đây là một cái đoạn chương trình con, và cụ thể nó là hàm đây các bạn. Rồi thì ở đây á, chúng ta sẽ làm một cái việc đầu tiên là gì ta? Chúng ta sẽ xuất ra, đúng không? Dùng hàm printf yêu cầu người ta là nhập số nguyên, đúng không ạ? Đó, rất là lịch sự như thế này. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng hàm scanf. Cái này thì các bạn quá rành rồi. Ok, chúng ta sẽ cho người ta nhập vào, và dĩ nhiên sẽ nhập vào một cái biến, đúng không? Và chúng ta chưa khai báo thì bây giờ chúng ta phải khai báo nè. Rồi khai báo một cái biến n cũng được. Sau đó ở chỗ hàm scanf này chúng ta sẽ viết đúng ha, dấu reference là trừ cái địa chỉ á, để người ta nhập vào. Rồi sau khi này, lúc này á, thì chúng ta đã người ta đã nhập một cái giá trị số nguyên rồi, đúng không ạ? Thì lúc này mình sẽ trả cái số nguyên đó về cho hàm là n, cái giá trị n. Sau khi người dùng nhập vào, mình trả cái giá trị n về cho hàm nhập. Như vậy khi mà một cái hàm main, chúng ta giả sử đây chúng ta kiểm tra một số chẵn lẻ đi ha, thì chương trình chúng ta là đơn giản là như vậy. Thì bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta khai báo một cái biến n, được không? Một cái biến n thì đầu tiên chúng ta phải muốn cho n này có giá trị từ người dùng nhập vào, đúng không? Thì chúng ta sẽ gọi n bằng nhập. Đó, đây là gọi chúng ta gọi hàm nè. Thì cái hàm này tự động nó sẽ gọi, nó có rồi thay đây rồi, thì nó sẽ nhảy đến đây nó gọi. Đó, nó thực hiện được chưa? Nó thực hiện được xong, người dùng nhập vào rồi nó sẽ trả giá trị về cho biến n. Như vậy lúc này bạn thấy cái n này á với n này nó hoàn toàn khác nhau, vì nó nằm phạm vi khác nhau. Phạm vi của n này nằm trong hàm main, còn phạm vi của n này nằm trong hàm nhập. Sau khi mà cái hàm nhập này thực hiện xong á, thì cái n này tự bị hủy khỏi vùng nhớ RAM, được chưa? Và thực tế ra là hai cái n này nó hoàn toàn độc lập với nhau, rồi cái vùng nhớ RAM nó không có liên quan gì nhau, mặc dù chúng ta đặt chung tên đó. Thì nay tôi cố tình đặt tên chung như vậy để cho các bạn thấy được bản chất là nó hoàn toàn khác nhau, không có liên quan gì hết. Và cái phạm vi của cái biến n này nè là nó chỉ thực hiện trong cái từ khi mà lúc nó khai báo trở xuống thôi, và đến kết thúc cái hàm main này. Còn cái phạm vi của biến n này khi mà cái hàm nhập này được gọi, được chưa? Lúc này nó khai báo và cho đến khi mà kết thúc hàm,
Còn khi mình đã hàm nhập thực hiện xong rồi thì nó sẽ không được, nó không được thực hiện nữa, nó không được sử dụng nữa. Đó, đó là cái phạm vi của nó, được chưa các bạn? Rồi, cái điều đó ý nghĩa là như vậy nè. Nếu như mà ở đây á, tao khai báo biến x đúng không? Đây là biến x, biến x. Thì nếu như mà các bạn nói ồ là vậy biến x này khai báo trong hàm nhập này, hàm nhập này được gọi từ trong hàm main thì sau này chúng ta sử dụng được hay không? Nó gán biến x bằng 10 chẳng hạn vậy. Bảo đảm với bạn sẽ bị lỗi ngay tại chỗ này. Ha, các bạn sẽ thử đi ha. Mình save lại nhé. Rồi sau đó mình sẽ thử compile. Đó, các bạn sẽ thấy nó báo lỗi ngay cái biến x này. X này đâu ra? Chúng ta thấy là x were not declared in this scope. Thấy chữ scope không? Phạm vi. Có nghĩa là x không được khai báo trong cái phạm vi này. Rõ ràng x nó đang nằm trong hàm nhập và sau khi mà xử lý xong cái hàm nhập này nè là tự động cái biến x này nó sẽ bị hủy hủy khỏi vùng nhớ. Cho nên là chúng ta đâu có dùng được. Hai các bạn ha. Đó. Rồi ok, đây là tôi nhắc cho các bạn nhớ về cái phạm vi của biến. Đó. Rất là quan trọng nha các bạn cần phải hiểu rõ cái này ha. Rồi, ok, còn đây mình cố tình đặt trùng để cho các bạn hiểu rõ bản chất giữa biến n với biến n này hoàn toàn khác nhau nha, nó không có liên quan gì nhau ha. Rồi, sau khi nhập xong thì có thể tôi viết một cái chương trình kiểm tra thôi, n chia dư hết cho hai không, chia dư á, nếu mà giữ hết dư thì mình sẽ in ra ngoài là n cái chỗ số người ta nhập là số chẵn đúng không? Này một chương trình rất đơn giản ha. Còn else print ra n cái số người ta nhập đó là số lẻ. Đó, xong một chương trình rất đơn giản. Thì các bạn thấy cái công dụng của viết cái này là chúng ta chia chương trình nhỏ ra ha. Còn cái chuyện tái sử dụng thì chúng ta chưa thấy cái việc tái sử dụng này nè. Khi mà chương trình chúng ta nhiều á, chúng ta viết một cái chương trình làm game hay là chương trình xử lý nhiều tính năng thì chúng ta thấy là cái việc nhập nó có thể được gọi nhiều lần, thì khi gọi nhiều lần chúng ta chỉ cần gọi cái hàm này thôi đó, chúng ta không có viết lại cái đàn mã này, thì đó là tính tái sử dụng đó các bạn đó. Rồi ok, bây giờ mình chạy thử nha. I run ok, bây giờ mình nhập vô, ví dụ nhập số nguyên năm. Ở đây đây chúng ta thấy là nó ra cái gì vậy? Tự nhiên hợp năm nó ra cái gì vậy? Như vậy rõ ràng là nó đang nhập không có đúng rồi đúng không? Chúng ta nhập năm mà sao nó ra con số gì kỳ vậy? Rồi ok. Bây giờ chúng ta coi chúng ta sai chỗ nào nha. N nhập số nguyên sau khi họ này trả về. Đây chúng ta không ghi gì hết nè. Lúc xuất ra chúng ta không có đưa tham số n vô sao nó đúng được đúng không? Rồi ok. Sorry, sẽ lại. Rồi chúng ta thực hiện compile run luôn. Rồi bây giờ nhập lại nha. Nhập 6 đi. Đó, chính xác rồi ha các bạn ha. Rồi ok, cái chương trình này chúng ta làm xong. Bây giờ thì tôi muốn ví dụ cụ thể hơn cho các bạn ở chỗ là chúng ta thấy là cái việc mà chia chia để chạy như vậy nha, khi mà chúng ta muốn nâng cấp bảo trì cái hàm nhập này nha, nó sẽ rất là tiện. Giả sử bây giờ chúng ta có cái việc là kiểm tra cái quá cái việc nhập này nó phải đúng, ví dụ chúng ta chỉ muốn nhập số dương thôi, không cho nhập số âm được không? Cái hàm này chỉ nhập số dương đó, chúng ta có thể comment chỗ này là chỉ nhập số dương. Như vậy nếu như mà người dùng mà nhập số âm á là mình không chấp nhận bắt họ nhập lại, cho nhập đến khi nào là số dương, các bạn hiểu không? Đó, thì khi mà có yêu cầu như vậy thì chúng ta thấy cái việc mà chúng ta chia làm cái chương trình con rất có lợi chỗ này. Vì các bạn tưởng tượng nếu như mà bây giờ chương trình chúng ta thay đổi kiểu này đó, thì những cái chỗ nào mà trước đó chúng ta cho nhập viết cái hàm này, viết cái đoạn mã cho nhập này nè, thì những cái chỗ đó chúng ta phải sửa lại, và sửa chúng ta có bao nhiêu chỗ nhập chúng ta phải sửa bấy nhiêu chỗ. Thì cái việc mà gọi là tính lặp lại á, nó có cái bất tiện nhất là ở chỗ đó đúng không? Và cho nên là trong cái ngành máy tính á, ngành IT là kỹ nhất là cái việc mà tính lặp đi lặp lại nhiều lần. Cho nên là thường người ta phải 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 lôi nó ra ở một chỗ. Được không?
có nghĩa là mang gọi là cái tính tham chiếu. Thì cái việc chương trình con là mang tính tham chiếu, mà toán học nó gọi là tính thừa số chung, đặt thừa số chung. Cái gì mà hay lặp đi lặp lại mình mang ra một nơi và mình chỉ giải quyết cái chỗ đó thôi, còn những chỗ kia nó tham chiếu tới thì nó sẽ bị ảnh hưởng đó, nó sẽ được cập nhật, tự động cập nhật thôi ha. Thì cái tính tham chiếu nó nằm ở chỗ này. Rồi như vậy thì bây giờ là chúng ta sẽ thấy được là cái việc mà chia để trị nó rất là quan trọng rồi ha, nó có cái việc trong cái tính tái sử dụng luôn đó. Ok, bây giờ thì chúng ta làm sao? Thì ở đây á, thường cái việc mà cho người dùng nhập, mà chúng ta kiểm tra dữ liệu người dùng nhập, nhập cho đến khi nào nhập đúng ý của chúng ta thôi đó, thì các bạn thử nghĩ cái thuật toán chúng ta nên dùng cái gì. À, cái việc nhập và phải nhập đúng cho đến khi nào đúng, thì chúng ta nghe như vậy chúng ta biết là nó có khả năng nó lặp lại cái việc là sao, xuất ra người dùng, bắt người dùng nhập và nhập một con số cho đến khi đúng. Như vậy rõ ràng là cái lệnh này là phải lặp lại nếu như họ nhập sai ha. Hai cái lệnh này, lệnh ring và lệnh scan này, là nhập là sẽ thực hiện lại cho đến khi nào mà người dùng nhập một con số dương, nguyên dương, được chưa? Như vậy thì các bạn chúng ta sẽ sử dụng cái vòng lặp này, for hay while hay do while. For thì rõ ràng chúng ta phải biết trước cái số lần lặp, mình lúc này chúng ta làm sao biết trước được, tại vì người dùng người ta nhập, ai biết khi nào người ta nhập đúng đó, cho nên là loại bỏ vòng lặp for ở chỗ này. Còn giữa while và do while thì nếu chúng ta dùng while á, thì chúng ta nhớ rằng người dùng chưa nhập sao mà chúng ta kiểm tra à, vậy thì lúc này chúng ta phải dùng do while là chính xác nhất, có đúng không ạ? Do while là cho người ta nhập ít nhất là một lần, sau đó chúng ta mới kiểm tra, đúng không? Kiểm tra nếu họ sai bắt họ nhập lại, còn nếu mà họ đúng rồi thì thôi. Đó, cái tác dụng của cái vấn đề là chúng ta thực hiện while do while nằm chỗ này ha, các bạn sẽ thấy. Rồi ok, thì bây giờ tôi sẽ sử dụng đúng theo cái vòng lặp này. While thì chúng ta sẽ kiểm tra là n có lớn hay không, không cho bằng không luôn nha. Đó là phải là số dương thôi, ví dụ như vậy. Có những cái bài toán mà bắt buộc phải số nguyên dương đó, thì chúng ta phải thực hiện cái việc nhập kiểm tra như thế này đó, các bạn thấy không? Cái việc lặp là lặp hai cái này và đảm bảo được cái điều kiện đó, thì lúc này các bạn sẽ thấy là cái phát huy của vòng lặp do while nằm chỗ này nha. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta thử nha. Ở đây thì mình nên có cái ghi rõ ràng là n lớn không là đúng điều kiện, đúng không? À, chúng ta ghi như vậy để cho người dùng biết, người ta nhập sai á thì người ta thấy cứ xuất hiện cái dòng này hoài, người ta biết là mình đã nhập sai, chưa đúng yêu cầu. À, rồi mình xem lại, rồi mình chạy thôi. À, ví dụ bây giờ mình nhập số 0 đấy. Ủa? Số 0 mà tại sao nó lại ra như vậy ta? Ok, bây giờ mình xem coi nó bị lỗi gì đây. N trong khi n lớn hơn 0. Nếu mà 0 thì nó không lớn hơn 0 thì đáng lý là nó phải bắt nhập lại chứ, đúng không nhỉ? Để coi mình coi mình có nhập sai, mình có làm sai chỗ nào. N lớn hơn 0. À sai, để trả luôn. Ok. Cái này điều kiện sao là trong khi n nhỏ hơn bằng 0, có nghĩa là người dùng nhập một con số 0 bằng hoặc là số âm á, thì nó sẽ thực hiện bắt nhập lại. À, cái này là do mình tư duy thuật toán sai cho nên nó đi kết quả như vậy là đúng rồi. Ok, chạy lại. Rồi, bây giờ mình nhập số 0 đây. Đó, nó sẽ lại xuất ra đúng lại. Bắt mình phải nhập nữa. Bây giờ mình nhập số âm 8 đi, ví dụ lại bắt tiếp tục, thì chúng ta có cái dòng nhắc ở đây nè. À, các bạn thấy không? Rồi ok, giờ hiểu rồi, nhập số 2 vô. Đó, thì lúc này chương trình chạy đúng như vậy. Ok. Rồi, đây là cái mà chúng ta thấy được cái sự lợi hại của cái việc là chia chương trình thành những chương trình con ha. Thì chúng ta thấy cái việc quản lý nó sẽ rất là dễ, và mỗi lần chúng ta muốn thay đổi sửa cái vấn đề gì hay nâng cấp cho cái hàm nhập đó, thì nó sẽ chỉ cần chúng ta đến cái chỗ đoạn mã viết chương trình của cái hàm đó chúng ta xử lý thôi ha. Thì những cái mà những cái khu vực mà chúng ta sử dụng cái hàm đó thì nó sẽ tự động nó thay đổi cái encode theo đúng như vậy, theo đúng ý của chúng ta.
Rồi bây giờ là tôi đã giải quyết cho các bạn về cái vấn đề là chúng ta viết chương trình con theo dạng hàm. Bây giờ thì nếu như mà chúng ta muốn viết cái hàm cái chương trình con nhập này nè mà theo dạng thủ tục thì sao? Đúng không? Tôi không muốn viết theo kiểu hàm mà chúng viết theo thủ tục thì như thế nào? Đó. Thì nếu mà là thủ tục đó, thì ở đây chúng ta phải là kiểu void nha. Đó, ở đây là void. Được chưa các bạn? Rồi, bây giờ chúng ta thấy nè. Nếu là void á thì rõ ràng là nó không trả ra, khi mà gọi cái chương trình này tên này nó không trả ra cái giá trị hết, thì lúc này chúng ta phải cần truyền một cái tham số, và cái tham số này nó phải là tham trị hay tham biến nhỉ? Theo các bạn nghĩ đi, tham trị hay tham biến? Nếu là tham trị nghĩa là chúng ta truyền một cái tham số là cái biến n nào đó, là chúng ta sẽ không nhận được cái giá trị sau khi cái hàm nhập này xử lý, đúng không? Như vậy đâu có được. Chúng ta cần phải là một cái tham biến, có nghĩa là cái n này là cái tham số mà sau khi thực hiện cái thủ tục nhập á, là nó sẽ nhận được cái giá trị mới từ người dùng, có nghĩa là nó chấp nhận thay đổi cái giá trị biến mà nó truyền vào, đúng không ạ? Như vậy thì lúc này chúng ta hiểu được ý nghĩa rồi, chúng ta sẽ thực hiện sao đấy theo cú pháp này. Thì ở đây chúng ta cũng phải thêm đúng như vậy nha. Đó, sao n rồi chỗ này thì không, chỗ này á là đã truyền vào thì không có khai báo nữa nha các bạn. Tại vì chúng ta muốn là cái biến n này đó là được lấy từ bên ngoài, đúng không? Và bên ngoài đó sau đó người dùng người ta nhập một cái giá trị cụ thể, thì cái biến n này được thay đổi giá trị đó, và ở ngoài truyền vào được bị thay đổi theo cái giá trị đó, thì nó gọi là tham biến ha. Nhớ lại kiến thức thì chỗ này chúng ta không khai báo lại nha. Rồi ok. Rồi sau đó thì ở chỗ này á, những chỗ này á thì các bạn sẽ thực hiện đúng như vậy nè. Nhập đúng không? Nhập thì chúng ta phải ghi như này. Ok, con này là sao nè. Đó. Sao. Rồi, ok, sao lại. À khoan, chỗ này nữa nè. Chỗ này thì chúng ta phải truyền với n vào chứ không có gọi chỗ này, tại vì thủ tục nó đâu có trả ra đâu mà ghi dấu n gắn bằng được, đúng không? Thủ tục thì chúng ta chỉ phải gọi cái tên hàm như thế này thôi. Nhưng mà đây nó có truyền tham số nè các bạn, thì mình phải truyền tham số vô là biến n, đúng chưa? Đây khai báo với n, sau đó tôi truyền cái tham biến là n với mong muốn là tôi nhận một cái giá trị từ người dùng nhập vào, sau đó nó cái biến n nhận được cái giá trị mới đó thì chắc chắn phải là tham biến, được chưa? Rồi ok, sao lại. Rồi bây giờ chúng ta chạy nha. Đây báo lỗi. Báo lỗi return statement with a value function value. À đúng rồi, tại vì thủ tục làm gì có chủ cái vụ return. Đó, thấy chưa, chúng ta thấy rõ ràng không? Ở nhờ những cái sai này tôi mới cho các bạn thấy được là những cái lỗi sai rất là ngớ ngẩn. Thủ tục thì không có return nha các bạn, thủ tục không có return, không có trả lời chị. Đó, nó trả lời nó ghi giống là return statement with a value, có nghĩa là cái câu lệnh return, cái từ khóa return đó ha, nó sẽ trả ra một giá trị, trong khi á cái hàm của chúng ta là cái chương trình chúng ta định nghĩa là void, void nghĩa là không có trả ra nè, nó báo lỗi rất là chặt chẽ ha, C rất là chặt chẽ lắm, không có cái chuyện mà tầm bậy đâu. Rồi ok ok, sao lại. Rồi bây giờ chúng ta chạy nè. Rồi good. Để rồi ok, bây giờ chúng ta thử nhập không đi, bắt nhập lại đúng không? Rồi bây giờ nhập 7 đi, 7 là số lẻ chính xác chưa các bạn? Như vậy là chúng ta vẫn đạt được mục đích ha. Thì ở đây tôi demo cho các bạn được hai cái ví dụ, là cũng là một cái chức năng nhập, nhưng mà cái thì tôi viết bằng hàm, cái thì tôi viết bằng thủ tục, và chúng ta phân biệt được rõ khi mà viết hàm thì chúng ta sẽ làm như thế nào, và khi viết thủ tục thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Thì ở đây chúng ta nhớ là do thủ tục này chúng ta muốn cái biến được truyền vào nó được thay đổi sau khi thủ tục đó xử lý, thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng theo cú pháp là truyền địa chỉ nha, truyền theo dạng tham biến nha các bạn. Đó. Rồi ở đây các bạn cũng thấy nè, phải kết hợp lại những kiến thức mà chúng ta đã học thì chúng ta mới có thể làm một cái bài này nó trơn tru được và nó mới thành công được. Thì như vậy là tôi đã demo cho các bạn xong về cái chương trình con và phân biệt cho các bạn rất rõ về hàm và thủ tục. Thì mong rằng các bạn sẽ nắm được cái kiến thức này thật là chắc, thật là vững,
Vì tất cả các ngôn ngữ lập trình đều có cái hỗ trợ theo những cái dạng này, đều theo cái kiến thức nền tảng này cả. Rồi, xin cảm ơn các bạn và xin chúc các bạn làm những cái bài tập thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.